Chào các bạn, hôm qua thì mình đã đăng tải rằng mình đã hack thành công Zing MP3 trong vòng 10 năm liền. Và đã có khá nhiều anh em quan tâm cũng như là comment ở dưới này. Và cũng có người hỏi mình cách để có thể làm như vậy. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể hack được như mình nhé. Đầu tiên thì trên điện thoại của bạn thì các bạn hãy gỡ hết cái Zing MP3 cũ đi để đảm bảo cho nó hoạt động một cách trơn tru nhất. Các bạn vào Safari, sau đó vào Safari nhé. Các bạn vào trang web là ipalibrary.info. Sau đó thì các bạn bấm vào đây để cài đặt cho phép. Các bạn chọn cài đặt nhập mật khẩu trên điện thoại của bạn. Các bạn chọn cài đặt. Xong. Đó. Và trên màn hình của chúng ta đã xuất hiện một cái biểu tượng mới. Chúng ta ấn vào đây. Và trong cái IPA này thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái ứng dụng hay. Các bạn cũng có thể mày mò trong này, cũng có khá là nhiều đấy. Và cái ứng dụng Zing MP3 mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là Zing MP3 cộng cộng. Đấy, các bạn nhấn chọn vào đây, cài đặt. Đó, cái quá trình tải này cũng khá là nhanh thôi. Nó tùy thuộc vào cái tốc độ mạng của nhà bạn. Thì một điểm lưu ý đó chính là các bạn bắt buộc phải đăng nhập bằng Zalo. Nên trong quá trình cài đặt thì các bạn hãy tải Zalo và đăng nhập vào nhé. Đăng nhập tài khoản bất kỳ nào cũng được, ok hết. Đó. Rồi, và ứng dụng đã được tải về và khi chúng ta ấn vào thì nó sẽ yêu cầu là chúng ta phải tin cậy. Thì các bạn hãy vào phần cài đặt. Đó, mặc định thì nó đã nhảy vào cái trang này luôn. Thì nếu mà các bạn không vào được ý, thì các bạn hãy như này nhé. Các bạn vào cho cài đặt chung này. Xong rồi các bạn chuyển xuống quản lý cấu hình thiết bị. Xong các bạn chọn cái phần bài dâng hao trong long này nhé. Đấy, các bạn chọn là tin cậy. Tin cậy. Đó. Đây, bây giờ chúng ta đã có thể vào được. Đấy. Các bạn có thể thanh hoặc là follow anh đấy tùy. Đấy, như anh MT Tuấn Anh nhé. Đấy, chúng ta bỏ qua. Cho phép. Và chúng ta sẽ đăng nhập nhá. Đăng nhập. Các bạn đăng nhập bằng Zalo. Đó, nhỏ xong. Bỏ qua, các bạn có thể đồng bộ hay không tùy. Bỏ qua. Đó. Và chúng ta đã được lên VIP đến tận ngày 22 tháng 6 năm 2026 nhá. Đấy, và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để có thể hack được cái Zing MP3 VIP trong vòng 10 năm. Nếu cảm thấy video này hữu ích, đừng quên like và share đến mọi người. Video của mình đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.